Dạ, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video mới của em. Đến với video mới này, em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em chúng ta đi về gạch Cái Nai, nơi mộ bà Cái Nai, để xem công tác tổng quan công đãi từ thiện vào ngày 27 như thế nào. Thì lễ dỗ của bà Cái Nai diễn ra vào ngày 28 và ngày 29, và bữa nay là ngày 27. Em sẽ về đây để quay công tác tổng quan các khâu chuẩn bị từ thiện, và sau đó là chúng ta đi vào bên trong để các ngôi thờ cúng, và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào nơi gói bánh tét để cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn mình được xem và được biết vào ngày lễ hội của bà Cái Nai diễn ra năm 2022 này sẽ diễn ra như thế nào. Và được tuyên truyền mộ bà Cái Nai cũng là mộ của Phật Mẫu, là mẹ của Đức Phật Thầy Tây An, hoặc còn gọi là mộ của công chúa Ngọc Hăng, và hôm nay là lễ dỗ của công chúa Ngọc Hăng. Em mời cô chú anh chị các bạn chúng ta đi vào bên trong để xem công tác tổng quan. Dạ, em xin mời ạ. Dạ, và đây là phía trước đường đi vào mộ của bà Cái Nai. Xung quanh mộ thì bà con thấy phía trước có rất là nhiều gian hàng đãi từ thiện ở tại nơi đây. Giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em chúng ta tham gia vào những cái gian hàng từ thiện này để chúng ta hiểu biết thêm về việc đãi từ thiện nước và đồ ăn ở phía trước mộ bà Cái Nai nha quý vị. Đây, phía trước chúng ta là bà con đang đãi nước mía cô chú anh chị. Và nước mía này thì được đãi. Nước mía này mình đãi được mấy ngày anh? Đãi được mấy ngày hôm nay anh ơi. Hôm nay, đây hết lễ luôn anh? Hết lễ đúng rồi. Đây là đoàn mình ở đâu anh? Đoàn mình ở đâu đi? Tòng Sơn. Tòng Sơn. Quý vị, Tòng Sơn là của lớp giò nha quý vị. Là chỗ kênh gì vậy? Bước chân đi đó anh. Bước chân đi đó ha. Rồi, cảm ơn mấy anh đã đãi bà con mình nha. Kênh của anh ngày ngày phát triển nha. Dạ, nếu dạ. Bà con quán nào có hết thì cho một like và một share. Rồi, cảm ơn anh. Đăng ký cho kênh nha. Dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúng ta sẽ đi tiếp nha quý vị. Chúng ta đi tiếp một cái gian hàng khác. Nhưng mà trước khi đi tiếp gian hàng khác thì chúng ta sẽ đi xem quay đá mía nha. Vậy. Đây chúng ta đi xem quay đá mía. Bên này đó quý vị. Bên đây là mấy chú xây đá mía. Bên kia là mình cho nước đá mía nha quý vị. Đây là mình được ba máy quý vị, nhưng mà hiện tại là chỉ sử dụng một máy. Còn hai máy còn lại chắc lẽ là mơ sẽ ấy anh ha. Bữa nay mới ngày 27 các bạn, thì bà con mình cũng sử dụng nước đá mía để đã bà con mình nha. Giờ bà con cùng với em đi đến một cái gian hàng kế tiếp quý vị, là gian hàng đãi nước suối nóng và suối lạnh miễn phí ở tại nơi đây. Đây em xin mời ạ. Chúng ta nghiêng vào đây là chúng ta sẽ gặp được cô và chú đang đãi nước suối suối lạnh và suối nóng miễn phí các bạn. Đây cô. Đây là mình đãi đây tới hết lễ luôn hả cô? Đây bữa 29. Dạ. Đây là mình khối đoàn mình ở đâu hả cô? Ở Cái Nai, đoàn chú Vũ Thơ Hồ. Đoàn chú Vũ Thơ Hồ ở Cái Nai. Chắc đây là chú Vũ quá. Chú Vũ là điên cơm rồi. Vũ điên cơm rồi. Chú Chí. Cảm ơn chú và cô ấy đã đãi mình bà con mình. Dạ, em mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp một đơn vị kế tiếp nữa cô chú anh chị. Đây là những đơn vị từ thiện ở phía trước mộ bà Cái Nai. Thì nay chúng ta sẽ đi thăm các tổ từ thiện ở tại nơi đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem mộ bà Cái Nai và các ngôi thờ cúng ở đây các bạn. Và trước khi đi vào các ngôi thờ cúng thì chúng ta sẽ đi cập nhật các đoàn từ thiện đã về đây đãi chức mộ bà Cái Nai vào ngày 27. Thì mộ bà Cái Nai chính thức lễ là ngày 28 và ngày 29. 27 là ngày tiên của quý vị. Hôm nay thì mới ngày 27 thôi mà bà con mình đã về đây đãi từ thiện rất là nhiều. Dạ anh xin mời. Tới đây là chúng ta sẽ gặp được một phái đoàn đãi cái này là chanh muối phải không em? Rồi. Đây là phái đoàn đãi bên đây là chanh muối các bạn. Chanh muối, bên đây là trà cam quý vị. Chúng ta sẽ đến đây và thưởng thức nước uống hoàn toàn miễn phí phía trước mộ bà nha quý vị. Đây rất là thơm ngon quý vị ơi. Đoàn mình là đến từ đâu hả anh trai ơi?
Đoàn mình đến từ đâu anh? Đâu anh ơi? Chắc là đâu? Dạ. À. Cà rau là hình như của Long Xuyên đúng không ta? Của Châu Thành. Châu Thành, ờ à, đúng rồi. Châu Thành là đang ở chợ mới. Rồi, cảm ơn khóa đoàn của mình nhiều anh ơi. À, chúng ta đi vào bên trong để xem khâu cắt chanh hạnh nha quý vị. Dạ, bên ngoài thì chúng ta đãi nước chanh và nước hạnh. Bên trong thì mấy em đang cắt cam, hạnh rồi nè quý vị. À, là chúng ta sẽ nặng và lấy nước để pha nha quý vị. Đây. Đây là nặng tới 3 bữa luôn đó mấy em đang nói không? Đó hả? Thường thường anh thấy có đồ dắt mà ta, mình không có ấy hả? À, rồi vậy là làm thủ công không ha? Ở đây là mình đoạn làm thủ công luôn nha các bạn. Rồi cảm ơn mấy anh với em nhiều nha. Dạ, giờ thì em mời cô chú anh chị mình đến một cái đơn vị khác nữa quý vị, rất là đặc biệt, đó là đơn vị đá bào. Thì cô chú anh chị cũng, bà các bạn biết đó, đá bào là một cái loại nước uống rất là nổi tiếng vào thời xưa các bạn. Vào thời mình còn nhỏ thì đá bào này là một cái đi vào ký ức của tuổi thơ. Thì giờ đây chúng ta cũng gặp ngay đây đãi những ly đá bào sữa các bạn. À, đây là cái thùng các bạn. Bên kia là em đang vào đá bào đó các bạn. Đây chúng ta sẽ được nhận những ly đá bào như thế này nha. Và chúng ta gửi đơn vị đá bào thì chúng ta sẽ qua đây sẽ gặp được một đơn vị nước nữa các bạn. Em sẽ cùng cô chú anh chị các bạn mình đi hết những gian hàng từ thiện phía trước mộ bà Cả Nai năm 2022 để quý vị được biết tình hình bà con đi lễ và được đãi những món ăn và nước uống ở tại đây như thế nào. Và đây là mình là trà đường hả em? À, đơn vị này là đãi trà đường các bạn. Các bạn sẽ được đến đây và sẽ được ăn uống thoải mái và được những uống những ly nước như thế này là những người dân ở tại địa phương và ở nhiều nơi khác để lại đây để đãi mình trong những dịp đại lễ của Phật Mẫu quý vị. Đây đơn vị mình đến từ đâu em? Dạ em ở An Giang không? An Giang. À, rồi cảm ơn em nha. À, chúng ta sẽ đi hướng này các bạn. Hướng này là chắc có lẽ là đây với chung hả cô ha? À, chung luôn quý vị. Bên đây cũng đẩy nước quý vị, là chung với bên đây. Đây là chúng ta đi hết đơn vị đã từ thiện của phía trước mộ bà Cả Nai. Và đường đó quý vị, đường đó là đã chữ mộ bà, là chúng ta đi vào bên trong mộ bà được quý vị. Và bên đây là cây đa của họa sĩ Hà Khê đã thỉnh từ Ấn Độ 4 cây và về trồng nơi đây 1 cây quý vị. Và đến giờ thì cây đa này vẫn còn. À, giờ này thì em mời cô chú anh chị các bạn cùng với em chúng ta đi vào bên trong mộ bà để xem năm 2022 thì đám giỗ của bà Cả Nai hay còn gọi là Phật Mẫu diễn ra như thế nào. Dạ em xin mời chúng ta đi đường này quý vị, đi đường này sẽ đi vào bên trong mộ bà. Đây, và trước khi đi vào bên trong mộ bà thì chúng ta thấy các cô gái thỏ rất là đẹp nữa các bạn. À, chào mấy em nha. Rồi chúng ta đi vào bên trong các bạn ơi. À, đi đường này. Đường này thì chúng ta sẽ đi vào bên trong nha các bạn. Đây chúng ta đi đường này sẽ thấy được bảng mộ bà. Và chúng ta sẽ cùng với em đi vào bên trong để chúng ta xem phía trước mộ bà trang trí hoa như thế nào. Và sau đó thì chúng ta đi vào các ngôi thờ cúng và cùng với em sẽ đi cập nhật bà con mình gói bánh cúng bà năm 2022. Và chúng ta sẽ đi qua khâu đãi cơm nha các bạn. Giờ em xin mời. Xin lỗi chứ. Đây chúng ta đi vào bên trong các bạn. Và bên kia là mộ bà các bạn. Và mộ bà Cả Nai đặc biệt là trang trí hoa vào ngày hôm nay rất là đẹp luôn. Em xin mời chúng ta đi ăn căn cảnh nha. Giờ đây phía trước cô chú anh chị đó là mộ của bà Cả Nai hay còn gọi là mộ của Phật Mẫu, mẹ của Đức Phật Thầy Tây An. Và giờ đây thì em thấy nơi phía trước mộ này đã trang trí hai chú rồng bằng cao và khóm kết tinh với những cái trái cây rất là đẹp. Và bên hông là những cái chậu hoa để dâng lên bà vào dịp đại lễ giỗ của bà vào năm 2022 quý vị. Thì còn trọn vẹn một ngày nữa thôi là chúng ta để bước vào thềm
của lễ dỗ bà Cải Nai, hay còn gọi là Phật Mẫu, hoặc là còn gọi là lễ dỗ của công chúa Ngọc Khăn ở tại nơi đây. Giờ thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em chúng ta đi vào bên trong để xem nha các bạn. Và đặc biệt ở nơi đây mộ bà Cải Nai thì cái ngôi mộ này các bạn, ngày xưa đến bây giờ thì ngôi mộ vẫn bằng thẳng như thế này và vẫn không có cỏ mọc quý vị. Giờ đây thì bà con đã làm mộ lại và đã tái tạo ngôi mộ lên và nâng cấp cát lên quý vị, cho nên là nhưng mà ngôi mộ vẫn bằng thẳng như thế này nha quý vị, không có nấm và vẫn không có cỏ mọc quý vị ơi. Và giờ em mời cô chú anh chị các bạn chúng ta đi vào bên trong những ngôi thờ cúng bên trong, và sau đó thì chúng ta đi tiếp qua bên ngoài để xem công tác gói bánh tét ở tại nơi đây, để cô chú anh chị các bạn mình dễ thuận tiện cập trực ở trong ngày đại lễ. Thì em đi từng ngôi và từng đơn vị để cô chú anh chị mình tiện việc xem ở tại nơi đây nha. Giờ em xin mời ạ. Dạ, và đây là ngôi cúng ngoài bàn thông thiên phía sau mộ bà cô chú anh chị các bạn. Đây là một cái ngôi cúng rất là đặc biệt, chúng ta cầu nguyện đất trời ha. Và sau đó thì chúng ta đi vào bên trong để xem các ngôi thờ cúng bên trong ngôi chùa bà ở tại nơi đây. Em xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi nha. Đây, chúng ta sẽ đi vào bên trong ngôi thờ cúng của bà. Đây là ngôi thờ Phật Tổ và Đức Thầy của chú anh chị. Dạ, và phía sau đó là ngôi cúng của Đức Hậu Pháp quý vị ơi. Dạ, và kế tiếp là ngôi thờ Châm Quan nha quý vị. Và đây là nơi chân dung của Đức Bình Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo của chúng ta. Dạ, và kế tiếp là ngôi thờ của Đức Phật Mẫu quý vị. Em thấy hoa dâng rất là đẹp. Và các ngôi thờ bên trong là ngôi thờ Cửu Huyền quý vị ơi, và các ngôi thờ kế nghiệp ở tại đây. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em đi vào bên trong để xem công tác gói bánh ở tại nơi đây. Giờ đây thì em thấy bà con đang quy tụ về đây để dự gói bánh tét năm 2022 cúng lên lễ dỗ của bà Cải Nai. Giờ em mời cô chú anh chị các bạn cùng với em đi xem tại nơi đây. Đây là cô đang gói đầu bánh tét các bạn.
Dạ, và đây là khâu lặt rau củ quả ở phía trong nhà bếp, nơi phía sau ngôi thờ cúng của mộ bà Cả Nai. Dạ, em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em chúng ta đi xem các cô đang lặt rau củ quả ở phía sau các ngôi thờ cúng như thế này. Dạ, em xin mời. Đây, bữa nay là bà con mình về rất là đông nha quý vị. Bữa nay là mới ngày 27 thôi, thì tất cả bà con đây là các cô đang lặt những cọng rau nhút nha các bạn. Bên đây thì bà con đang sắc củ khoai môn, khoai tây. Đây là chuẩn bị chiên cà các bạn. Đây là rửa rau củ quả nha. Đây chúng ta đi đi hướng này về qua đây các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi hướng này về qua. Không sẽ thấy được. Rất là nhiều các cô đã về đây lặt rau củ quả tại nơi đây cô chú anh chị. Hàng triệu bà con đã về đây nha các bạn. Dạ, cái tiếp là khâu chanh và ớt, chúng ta làm nước mắm quý vị. Dạ, giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong khâu nấu nướng, chiên xào và nấu cơm ở tận nơi đây để phục vụ bà con mình vào ngày 27, 28 và ngày 29 như thế nào. Giờ em mời cô chú anh chị chúng ta đi vào bên trong. Thì trước tiên em thấy là những cái lò hôm nay đã đổ lửa hết các bạn. Thì hôm trước chúng ta đến đây quay phim và ghi hình công tác chuẩn bị. Thì những cái lò này và một số lò ở phía trước các bạn, cờ gạn đó rất là nhiều. Giờ này thì những cờ gạn đó đã đem ra sử dụng hết. Và nơi đây những cái bếp lớn cũng đang nổ lửa và nấu canh chua. Rồi lớp thì nấu xào, lớp thì nấu chiên, bên thì xào củ qua, chỗ thì bên kia thì nấu cơm các bạn, những thùng lớn bên kia thì nấu cơm. Đây thì đang chiên tàu hũ các bạn. Đây chú đang chiên tàu hũ. Miếng tàu hũ chiên nóng giòn như thế này sẽ được đem ra để chế biến đồ ăn cho bà con mình nha quý vị. Đây là những miếng tàu hũ đã chiên xong nữa các bạn, rất là ngon. Bên kia quý vị, bên kia là anh đang xào đồ ăn. Giờ em mời cô chú anh chị qua xem anh xào các bạn. Đây chín rồi anh, chín rồi các bạn. Giờ đang chuẩn bị vớt ra để đãi bà con mình nha. Nơi đây rất là nóng nha các bạn. Đây là những món xào. Và nơi đây thì cũng còn sử dụng lò củi các bạn ơi, nên là nó nóng dữ lắm. Bên đây thì các chú đang nấu cơm các bạn. Đây là những nồi cơm các bạn. Đây nấu cơm bằng cái này là hấp nha các bạn ơi. Những nồi cơm sẽ được các chú sẽ nấu ở tại đây là 3 nồi cơm.
nó nghe nè. Giờ em mời cô chú anh chị các bạn cùng đi ra bên ngoài để xem đồ ăn tại nơi đây nha. Và đây là rau củ quả, các cô bên kia đã sắt xong thì qua bên đây sẽ được rửa và được các anh sẽ xào nấu tại nơi đây các bạn. Đây bên ngoài này là khâu đãi nè các bạn, khâu đãi và khâu bớt cơm và các món đồ ăn ở tại đây. Em xin mời quý vị cùng với em chúng ta sẽ cận cảnh nha. Khâu đãi cơm dĩa các bạn thấy rất là ngăn nắp. Đây là các cô bớt cơm, bớt cơm xong rồi qua bên kia sẽ cúp đồ ăn và dời ra luôn các bạn. Và qua bên kia là cái dĩa cơm đã xong. Đây em cùng với quý vị các bạn chúng ta đi. Còn bước chân này đó. Đây ra tới đó là cái dĩa nó xong các bạn. Rồi gấp đồ ăn từ từ ra nha. Khi mà cái dĩa ra tới đó là xong cái dĩa cơm đúng không các bạn? Có tôi không? Có cô. Rồi con cảm ơn mấy con nha. Đây các bạn, đây là những cái món đồ ăn chúng ta sẽ được gấp như thế này đi ra dĩa nha các bạn. Đây là thùng cơm cô đã tới đây các bạn. Sao ăn cũng không em. Bên đây là khâu rửa chén các bạn và ướp chén ở tại đây. Đây là các cô đang rửa chén các bạn tại đây các bạn. Bé ơi, bé, cơm nhiêu tuổi rồi? Cơm nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi hả? Biết cửa chén luôn hả? Biết cửa chén không? Con biết cửa chén không? Dạ. Con biết cửa chén không? Biết. Bé cửa chén biết mấy cô rồi các bạn? Biết. Con học lớp mấy? Lớp 1 2 hả? Lớp 1 2 hả? Con đi với ai? Con đi với ai? Đi với bà ngoại. Đi với mẹ hả? Ngoại. Ngoại hả? Ngoại đâu? Bé mới có học lớp 1 2 các bạn. Cũng đi lễ dỗ của Phật mẫu và cũng đi tiếp bà ngoại rửa chén các bạn. Rồi, rất là tuyệt vời nha các bạn. Rồi cảm ơn con nha. Bye chú đi. Đây là nơi đãi ăn uống của chú anh chị. Không gian đãi năm nay rất là rộng và rất là thoáng mát luôn, vì nơi phía bên hông của chùa Bà cũng có xây một cái nơi để đãi bà con mình rất là rộng và thoáng mát. Cô chú anh chị có thể đến đây để dùng cơm và sau đó là nghỉ ngơi cũng được các bạn. Phía trên thì em thấy là có rất là nhiều những cái quạt gió chằn đã quạt xuyên suốt 24/24 và không gian rất là cao và thoáng mát quý vị. Nơi đây thì chúng ta cảm nhận như là một cái địa điểm nghỉ chân và ăn cơm rất là thoáng. Bên kia thì chùa Bà đó quý vị. Đây là nơi thờ thượng của bà. Bên đây là nhà ăn và nhà ăn này mới xây dựng năm nay nha quý vị, cho nên là chúng ta về đây bà con mình sẽ được đãi nơi đây rất là rộng và thoáng mát luôn. Đây giờ thì em sẽ đến đây nhận một dĩa cơm để chúng ta trải nghiệm ăn cơm ở đây nha quý vị. Thank you.
Dạ, và đây là dĩa cơm mà chúng ta sẽ được nhận tại nơi đây để dùng cơm quý vị. Rất là ngon luôn, em thấy là dĩa cơm rất là ngon và bổ dưỡng các bạn. Bên đây thì có canh chua, quý vị có thể canh chua thêm. Hoặc là bên đây có chuối nữa các bạn. Chúng ta cũng có thể dùng chuối nữa các bạn. Đó, giờ thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em chúng ta dùng cơm tại đây nha. Dạ, em xin mời ạ. Đi sống trong nắng mà lòng thờ mình thì lắm, đi cùng chân bà thơm ngát một mùi thanh sen hồng sen trắng dễ dàng, đi trong chân bà ngát thanh hồn. Hồi xưa ai gặp người đời cũng mê hát trong cái đảo phố thê tam can bồ đề mặt tóc hát rồi lên đặt cùng giống đất long dịch đi đến nước cầu hậu kê có gì đáng đáng đợi chờ chờ ngày thức lợi bất ngờ nam ban minh quà thắp chúa đất đàn ngôi hạng thầy á chờ ngày nam hải tầm linh điện minh sức thì minh bây giờ chưa còn cung vàng vậy thì thôi chẳng đáng mà lan can núi rừng nam việt đại ác chờ ngài phục mạng để giàu để minh hội thôi chọn tình bây giờ chiến chẳng nhiên đời việt bao nhiêu thế tiêu diêu bây giờ tôi cũng thương yêu việt nam bao ngày tôi cũng dương mang lang thang năm chốn lâm sơn núi đồi bây giờ có ghế mình ngồi ngày xưa đâu dễ gì ngồi ghế đồi bây giờ phải làm dâu á âu đất việt mà năm châu cũng là con trời hỏi thôi chúc mừng bao lần chúc cho tất cả sống đời về lâm quan ai ai cũng con của mẹ dân các bà nhớ giữ nam mô a di đà thì là sẽ có mẹ già cùng gia hiền thân của đàn con yêu bây giờ đâu biết bao nhiêu chính xác còn ở lại 924 về bốn ức này trở xuống dạy đền quê dạy trong 92 ức đó được về bao muôn thôi thì con cũng làm tổ đất vuông cũng lắm dai buồn phải cam bây giờ gái gì ở Đại Nam ngày sau là gái Nam Trào Đại Bang thôi thì cũng không có mạng bởi danh với lợi mà mấy đời khổ đau thôi thì con trẻ lời chào chúc cho quý đạo giác vào tâm thanh tu sao mà được lòng thành tu sao mà được vẻ dành hồng ân đa phú quý đắc kim nhân thần sân buôn bẻ từ bi đem về tu về gốc gọi bồ đề còn đây con trẻ làm hề chưa xong bây giờ một tiếng hát rong làm cô nào hát cho minh vương vui lòng nhiều đêm con cũng khóc ròng tại sao má hồng phận bạc như an bởi chăng một kiếp cầm cá cô đào không bán vé mà tầm ma bồ đề bây giờ tôi biểu học nhiều nửa sao không biểu mà dìa một môn bởi chăng tôi cũng làm tùng cho minh dương đó là chuyện đời thế gian bây giờ tôi đâu có dám lan bởi chăng xưa bạn bất trợ giáo ba nên tôi cũng giống bán hàng cái đài phát thanh của Nam Việt mà cô đào chim ngân làm nào giờ kia mình đi như tôi về tắm không có gì mà lời dành đâu mến cung hoàng đâu mê phu tê trọn đạo tạo càng đất áo hoàng mẫu ơi con trẻ cầu xin nơi này cả nay mẫu ngừng mãi đắp mộ bà lòng đường nữ sầu con
con về đây, con cũng xin thư bà trong chùa ngọc thân lê kiện quốc, ơi mẹ là một kim dâu cất, con ngồi đây cũng chắc chứ hồn linh. Mẹ ơi lắm cảnh đẹp xinh, Việt Nam quốc tịch Nam Đàn, đây xin đi linh nội từ nay con cầu xin đất linh từ Nam Đàn có ai chờ mong, xin để Minh Thành và Nguyễn Triều Việt xưa phục mà dân Nam Đàn hai trần gian để mau trở về an nơi. Kiếp này con vẫn tớ tôi, con vợ đây chẳng mơ màng cung ngôi. Cầu Nam Quốc Bồ Đào thế gian lễ trao, vinh tràn bình đao nhân xanh hào mòn. Con còn ngồi đây con hát không may, bởi mẫu đã chuyển cây cơ màu chuyển qua, nên kỳ này con trẻ kiếp gặp ca đi bà ra nhịp chòi ấm hao đàn không phim lời trao qua y nhạc. Chớ con đây nào đâu lường gạt, ôi người đời bôi bác mặt tình anh. Điện linh quang con cùng với bài lời minh thề chuyển cơ mộng Nam Việt. Mình cũng nghe nói cười bạc cười. Bởi con đây từng đêm dân lệnh Đức Ngọc Tòa chiếu diệu minh khai, cầu xin Nam Hải hơi bài. Ngày nay đây con nhiên mẹ cá lai bạn mau ơi về đây cả hai bên tử vinh dự đò chiều mẫu ngữ đất cả nay. Dòng sông uốn khúc dòng hình rộng đây cũng là lòng chung chân, mẹ cũng là đúng bận mẫu nghi. Còn con mãi thì bà là không giấy biết con là cả. Bởi thế gian lầm tham khổ nạn, chung nếu không dình đời cũng loạn tỷ tan. Dịch bệnh tràn lan ai cứu được khổ nạn, mà tâm nhân sinh sầu tư lương lự. Múa cọc thì luôn luôn là hấp dẫn các bạn.